ra một nhân vật đặc chúm luôn các bạn, mà dở tới tới trưa lận. Giờ này 6 giờ mấy 7 giờ dở tới trưa luôn, tính đi theo quá mà công chuyện 2-3 người đó. Giờ này mình thích mình chạy đây mình mới phát hiện tới 2-3 người luôn. Chơi. Năm chục cái ha anh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 cái à. Một phần nữa nữa. Dính không anh? Không. Không à. Cầm chắc biết mà không? Biết. Đó nghề mà. Nghề mà. Giờ ra chắc cái lương lãi không quá. Lãi không à. Bự với cái môn vô giường. Lãi không tao không có. Người ta đặt quá trời đặt. Cái này lãi nó có giá mà đặt cái lương lãi bán. Dạ. Nhà em bán thuốc bên chợ nè. Thuốc chợ Thế Lai á? Dạ. Ở nhà kinh hình như là ủa có cái giường ở cùng Trang phải không? Dạ cùng Trang á, đúng rồi đó. Bữa hôm mà anh có vô đặt một lần á. Ờ. Con còn một mà chiếu đó không? Trời đất ơi. Cũng cực khổ thấy bà luôn. Tính đâu bán cho bà chỗ cầu sâu xào. Thấy bà đó bà cũng gom mua tùm lum hết. Lương bự thì có mà, còn lương lãi thì không. Ở chợ nó có giá hơn hay sao anh? Cái này lương lãi nó lấy 135 ngàn đó. Lương lãi bằng 135 ngàn. Ừ, nó lấy nuôi mà. Ôi trời ớn ăn vậy. Nó cô có 15-20 ngàn ký lương bự à. Dạ. Còn lương bự anh em vào đó anh ấy được nhiêu? Lương gì thì 160, còn lương nhất 190. Lương nhất 190 nè. Ừ. Còn lương nhất 190 nó bán ra chắc 200 mấy lần hả? 200 mấy bằng gắn luôn. Ừ. bán bằng gắn nè. Dạ. Ừ. Ngủ quá đẹp. Mò dữ vậy trời. Dạ. Không sao không nhiều lâu bữa nay đâu dữ ta. Chắc trúng rồi. Chắc trúng rồi anh. Về mình dèo. À về để trong cái mức bạc mũ á. À. Bạc sọc á. Đổ nước xếp xếp vậy thôi. Dạ. Mấy đó là ở trên trên huyện huyện Phú Tân chẳng á. Phú Tân à. Ừ, con Giang nó xuống lấy không à. An Giang chảnh như dùng chảnh nó nuôi nuôi nhiều lắm. Lắm mà. Dạ, nuôi lắm nuôi. Khủng lắm. Nuôi bồn rồi nuôi gáy tùm bồn, lum nha. Trong can nuôi tùm lum nha, nuôi cái thịt dưới đây nuôi lắm dữ lắm nuôi. Nó mua về làm giống không bằng 100 mấy ký trời. À nó nuôi lên lưng nó lên lưng nhì lưng nhất là bán. Lưng nhì lưng nhất. Để 1 ký 4 mấy con, 40 con luôn mà. Dạ. Con 1 ký từ 40 con trở lại nó bắt cho lên nữa đâu bắt đâu. Là lương lãi ha. Ừ, từ 40 con trở lên là mê đó. Dạ. Còn bự quá nó bỏ lại. Mà mình giao nó hàng ngày mình cũng lựa tử nên mình cũng lựa tử được con nè. Dạ, mình giờ mình biết nha. Ừ, không biết nó hút cho được con. Vậy đăng mạng cho. Dính mà anh. 2-3 ống chạy ống một à. Ba cũng không mà chị con ông mà. Chừng hôm nay hơi bự hơn con nãy tí. Chín con một hả? Ừ. Ờ, ba ống chín được con một. Chạy được con một. Cực khổ luôn. Dễ ăn nữa ha. Không phải dễ ăn đâu.
hụt rồi. Đặt trên lộ này phần lớn đặt đặt ruộng các bạn, bởi vì lương lãi không, lương bự không có đâu, lương bự phải kiếm ở bình quế của anh Quy rồi. Có cái đầu nó vô là mình đút xuống xịt luôn anh. Mưa này đừng được, cái này đừng cho nước sớm, mấy ngày chạy lắm vậy à. Dạ. Lửng lửng nó dồn như này. Xả nước không? Nói chung. Có vụ này nữa ta? Có. Trời ơi. Bây giờ con này nó có thứ ba hay thứ gì đó. Ồ. Nói chung cho bá luôn. Này là bự phải không anh? Ồ, nói chung. Em mới biết luôn. Chúm lươn mà nói chung nó vô nữa ha. Nói chung lắm. Nó chui đại hay là nó ăn mồi? Nó vô ăn mồi. Ủa, ốc nó ăn sao ta? Nước đang đang lương rồi, chúm cá không ơi, cá cũng có, xịn cũng có. Hàng lương chà bá luôn nha các bạn, chà bá đối với mình thôi, cái dân câu lương mà xịn xịn nang này cũng vừa thôi. Miệng hang cỡ bằng ngón tay cái. Anh đi tuốt trong kia luôn à. Lội cho tới trong đây luôn. Xa dữ. Dính nè bạn. Nhỏ. Cái này cũng dính luôn. Nhỏ. Con chỏ không à. Anh đang lội tuốt đắng rồi. Ngon. Ha. Anh đó ảnh đặc trung á, biết chúng không mà sao không đợi ông đi luôn rồi, đi đặc trung thăm trung mà không đợi chưa. Anh đó anh đang lội ra còn 4 cái cuối nha các bạn, anh đang đem ra mắc 4 cái rồi. Dưới này hàng khủng quá rồi. Để ba ống. Dính ba ống luôn. Ừ. Quá im. Nhỏ rồi. Cái anh đó anh mới chạy ngang luôn. Ừ. Chắc xong luôn quá. Chưa, ta còn con đằng đó nữa mà. À. Này của anh chắc đủ luôn phải không? Đủ rồi. Mắc 4 cái giờ 46 rồi. Ủa rồi 42. 4 cái 46, mắc 4 cái là đủ. Nên 50 ống rồi, bữa nay được nhiều. Đây là một xe mới. Hai xe chung. Anh cũng 50 cái luôn hả anh? Hả? Anh cũng 50 cái luôn hả? Không, 70 hả? 70 chục nè. Chắc là ông đặt 7 mấy cái vậy. Xe nó nghiêng cái nó lên trên trần. Dù lên trên hết trơn à. Kiếm hàng ra. Không thấy hàng rồi. Này là xìu quá. Xì luôn rồi. Xì. Nhiều ống vậy không? 40 rồi. Mà chạy không thấy luôn. Cua nhái à. Ờ nhái hết gì cũng được chứ. Nướng bầm bỏ vô. Bầm chung với đất á. Chạy. Chi.
si. Chứ mày tao mới giờ ống đầu chạy mà si hả mày? Má chạy được ống đầu mà ông kia không chạy mày. Gì vậy? Đằng cái miếng thấy rồi. Chạy được hai con mà dài 4 ống chẳng không có con. Không biết mấy con nhưng tôi dở lên cái đầu. Chúng được ống đầu rồi. Ở đâu? Qua đó. 58. Còn hết. Hết rồi. Là chắc 70 á. 68. Thì cũng được. Cháu nó mua qua đó. Ba ống với lại gần này ống nè. Này tại khu nước nó thấy nó chạy nó lấy luôn cái gì chứ. Tao phái đậu mẹ mấy thằng mà kén đặt kén quá đặt ở ngoài nó khỏe không chết thì lợi giường vườn vườn trống má xì bên này xì rồi giờ mình theo anh đó về nhà các bạn thôi 50 cái là được nhiều ha thấy có hàng nóng nữa để coi hàng nóng nha mưa luôn rồi về tới đây mưa luôn rồi nhà ảnh cái đồ dịch nữa bạn. Ừ, mấy cây quấn tiêu rồi gái tới đây 12 cây đẻ à đẻ đó mất cần cái xe ha ồ cái ốc đó mình lại xài được mình hay là mình được. Lại vẫn đặt lại bình thường được với lại rồi mình thiếu thì mình thêm mất mới vô dạ. Nhưng mà mình trộn lại phải không ừ. 4 con thành cái xe chúng có không đúng rồi con đó hôm nay tôi cho bán để đâu nhóc rồi chết rồi để ông trồng ba lá rồi bỏ nó đi ngồi mới cho bỏ nó ok chuẩn bị chắc bị ngập quá nhân bữa hả em chỉ nhớ em bị gì không nhân giáo đèn lên tay em nè đi coi hả chú đó đang quay phim chết rồi hả rồi không uống nữa chết cái gì vậy ngọt chết nữa. Ơi đất ơi. Ở chung đây nhà chó. Đi đây. Đó con đây. Mày chết đi rồi. Mắc giá luôn rồi. Thôi đánh chung. Hàng khủng luôn.
dưới dần. Gắn này mắc hơn lươn không anh? Mắc hơn lươn nhỏ chứ rẻ hơn lươn bự. Lươn này là chung hay bự? Chung em... lươn nhì. Lươn nhì. Này chết. Lươn là con cái không kìa. Con này cũng mấy chục ngàn ha. Chết. Hết mắc giá luôn. Còn chung kìa. Chết uổng người ta. Phải là gỗ á. Con nào chết giết. Giết chó chết thêm. Quăng xong. Ồ, xịt nước kìa. Con bự chết uổng quá. Nhìn bự hết sạch đá rồi. Đây là tội lỗi của con rắn chung nè các bạn. Nó tê quá cái đầu nè. Ác thiệt. Con lươn này lươn nhì nè các bạn. Hết sức ngon các bạn. Khổ quá. Chết này cũng mấy trăm gram. Khổ quá trời. Không chết là chắc cũng cả tí à. Không chết chắc cũng cả tí à. Anh nói gọi mà nó mang kiếm tí là có mà. Dạ. Cái nào trên kia bươn bự bự không á. Như tính như 1 ký đi, 59 1 ký cũng được 135 ngàn các bạn. Mình tính theo lương lãi thôi. Ủa quá.